Hạnh các thánh dòng tên. Ngày 8 tháng 6, kính thánh Giacobbe Berchieu, linh mục tử đạo. Hỡi những người bạn của tôi, đừng giết tôi. Tôi sẽ nói cho các bạn những điều hay lẽ phải. Thánh Giacobbe Berchieu sinh ngày 27 tháng 11 năm 1838 tại Montlogis, nước Pháp. Năm 15 tuổi, Ngài vào tiểu chủng viện Bleu. Sau đó, Ngài học tại Đại chủng viện Thánh Fleur và chịu chức linh mục vào năm 1864. Ước mơ trở thành một nhà truyền giáo, vị linh mục trẻ đã gia nhập dòng tên tại Pô vào năm 1873. Sau khi làm xong nhà tập, cha Berchieu được gửi đi truyền giáo tại Madagascar. Tại đây, Ngài dành trọn cuộc đời mình để sống với những con người nhỏ bé và đơn sơ nhất, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Ngài dấn thân vào việc dạy giáo lý, thăm viếng người nghèo, bệnh nhân cùi. Tuy nhiên, vào năm 1881, vì lý do chính trị, cha Berchieu phải rời hòn đảo nhỏ bé này vì sắc lệnh trục xuất các giáo sĩ trên các vùng lãnh địa của Pháp. Sau đó, Ngài phải chìm nổi qua các điểm truyền giáo khác nhau. Tảng sáng ngày 8 tháng 6 năm 1886, cha Berchieu bị quân nổi dậy bắt. Ngài bị điệu ra sân, rồi bị chém vào đầu và trán. Khi ngã xuống, miệng Ngài vẫn thì thào: Hỡi những người bạn của tôi, đừng giết tôi. Tôi sẽ nói cho các bạn những điều hay lẽ phải. Đám đông đáp lại lời Ngài bằng một cú đánh khác. Một số người muốn giết Ngài ngay lập tức. Một số khác muốn điệu Ngài đến một cánh đồng cách đó khoảng 15 km để trình diện với người đứng đầu. Trên đường đi hành quyết, chúng lột quần áo ngoài của Ngài, dụ dỗ Ngài. Đáp lại sự hung bạo của quân lính, cha chỉ thì thầm rằng: Thân xác tôi run rẩy trước cái chết, nhưng linh hồn tôi không sợ hãi, vì khi đón nhận cái chết, tôi sẽ đi vào cõi hằng sống với cha. Đến nơi hành quyết, trước khi bị xử bắn, mắt hướng nhìn về phương đông, cha Berchieu đã xin phép để cầu nguyện, và Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ giết mình. Vị anh hùng tử đạo đã được phong chân phước vào ngày 17 tháng 10 năm 1965. Ngày 21 tháng 10 năm 2012, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 tôn phong lên bậc hiền thánh.